Hello, xin chào mọi người, mình tên là Kazu, quán nhóm Double Wish. Bây giờ ở bếp nha, cho nên là Kazu sẽ làm gì? Dạ đúng rồi, nấu ăn món ăn Việt Nam. Jisuke, hôm nay cũng đến nhà Kazu nha. Nè, Kazu sẽ mời Jisuke ăn thử món Việt Nam. Mình sẽ nấu ăn thử là... Phở. Cái này dễ nấu ăn phải không? Có thể dễ nha. Sự thật là Kazu bố lùi à. Bỏ khô mà cái này, nếu cái này dường thì cần thời gian dài cho em mua lại cái này. Người du lịch Nhật Bản cũng ăn phở rồi nha. Tại vì là phở là nổi tiếng trên thế giới nha. Hơn nữa sẽ có ngày phở ở Việt Nam. Ngày 12/12 là ngày phở nha. Sự thật là bên Nhật Bản cũng có ngày phở. Mọi người biết khi nào ngày phở ở Nhật Bản mình mới biết có ngày phở ở Nhật Bản rất ngạc nhiên. Tại vì là bên Nhật Bản ngày phở là ngày thứ 8/4 nha. Tiếng Nhật là phở nên bên Nhật Bản quyết định ngày thứ 8/4 là ngày phở. Nhưng tiếng Nhật thì yon không phải phở, yon mình nghĩ là không phải ngày phở. Ở Việt Nam là ngày 12/8/12 là ngày phở nha. Nên ta vừa nấu ăn thử phở nha. Phở gà nha. Lần này ta vừa mua phở thịt gà, gừng, hành tây, tỏi, gia đủ, rau mùi. Nấu ăn thử mặn phở. Lần này là nấu ăn phở cho hai người nha. Cần nước là 500ml. Đầu tiên nấu thịt gà. Tại vì là nấu nhiều thì có nước dùng nha. Okay, sau đó chuẩn bị hành tây với dùng. Nếu cũng nấu thì bỏ mùi. Có thể là phải đổi cũng nấu. Đổi nè, nhỏ nè, khó bỏ nữa. Mọi người ơi, đi đâu không? Tiếp theo cắt hành tây à. Sự thật là Kazu không thích rau mười, rau răm. Nhưng mà có thể là Shinsuke thích rau mười không? Hầu như người Nhật Bản thích rau mười. Nên bên Nhật Bản có lẩu rau mười. Biết không? Ông tin được. Tại sao? Hầu như người Nhật Bản thích rau mười. Kết quả là làm lẩu rau mười. Ông tin được. À, yeah. Cái này là nước dùng nha. Thơm nè, có mùi thịt gà, có vẻ ngon nè. Tiếp theo à, bỏ hành tây à. Của Nhật Bản nha. Ồ, Nhật Bản ở Việt Nam. Việt Nam, Nhật Bản, đặc biệt. Hiện nay có bột nếm phở nha. Đúng không? Nếu mua cải đồ đó thì dễ hơn nè. Nhưng mà Kazu quen rồi nè. Kết quả là Kazu phải tự nấu ăn bị phở nè. Nhưng mà được biết trên mặt cách làm món phở nha. Không khó vị. Bây giờ mình phải làm gì? Cảm giác của mình là giống như lạc đường nè. Tiếp theo luộc phở nha. Wow, hương vị quá, có vẻ ngon nè. Phải cho đến nước nóng nè. Bây giờ là Kazu cắt thịt gà này nha. Để dễ ăn. Tại vì là Kazu là rất hiền. Nếu cắt rồi thì Shinsuke dễ ăn được nè. Kazu là rất hiền và dễ chịu nha. Shinsuke là bạn còn nhỏ, chưa người lớn. Người lớn như Kazu phải giúp Shinsuke nhiều con nè.
Yeah, cái này là phân hảo nè. Trung Quốc về ngon. Mà là cái cậu bản xèo không có nên chưa hiểu cái cậu này. Thank you. Ngon. Chắc chắn ngon. Cô này hơi mềm, rất ngon. Tại vì là có nghĩa là xôi phở là mềm nha. 100% phở. Nhưng mà súp này hơi đặc nên bổ nước thì ngon hơn. Nhưng mà cơ dư ăn thử chút xíu thì hơi nhạt nha. Thịt gà, sự kiện rất thích thịt gà. Ngon. Yeah. Bây giờ mới biết mình có tài năng nấu ăn nhé. Wow. Nếu là chính sự kê ăn phở này ở quán thì trả tiền bao nhiêu tiền? Chi phí phở này là 30 yên. 35 yên. 35 yên. Phở bình thường có lẽ chi phí phở trung bình là 40-30. Cái này là giống như phở Việt Nam. Nhưng mà có như thịt gà nên phải tăng lên. Thế là 50 nè. 50. Chính sự kê phải tăng khoảng 50. 35 nha. 50 nghìn hả? Không, 35 nha. Nhà hàng cá dư không có tiền lẻ nhưng sự kia tưởng trả tiền. Đúng nha. Wow, 35 nghìn. Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Cảm ơn đã xem chương trình Voice Can Double Wish nha. Bye bye.